Thông tin từ Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, việc nghỉ Tết dương lịch 2023 thực hiện theo đúng quy định tại Luật Lao động 2019. Cụ thể, năm 2023, ngày 1 tháng 1 rơi vào ngày Chủ nhật trong tuần, do đó người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định tại khoản 3, điều 111 Bộ Luật Lao động 2019. Theo đó, dịp Tết dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2 tháng 1 năm 2023. Như vậy, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, thì lịch nghỉ Tết dương lịch 2023 sẽ kéo dài từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2023, tức nghỉ 3 ngày. Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ một ngày một tuần là ngày Chủ nhật, thì lịch nghỉ Tết dương lịch 2023 của người lao động là từ ngày 1 tháng 1 2023 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2023, tức kéo dài 2 ngày.